Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2020, phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố website trực tuyến tạp chí khoa học. Đây là sự kiện đánh dấu thành quả của tập thể ban biên tập, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng 30 năm thành lập nhà trường. Tạp chí có 6 ngành liên ngành đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm công trình khoa học, gồm liên ngành kinh tế học, ngành giáo dục, ngành cơ học, liên ngành xây dựng kiến trúc, liên ngành sinh học, liên ngành xã hội học, triết học, chính trị học. Ra đời từ năm 2006, hiện nay số lượng tạp chí xuất bản là 10 số một năm, trong đó hơn 70% là tác giả ngoài trường và tác giả nước ngoài, số bài tiếng Anh chiếm khoảng hơn 1 phần 3. Từ đó cho thấy tạp chí đã không ngừng phát triển, thu hút nhà khoa học tham gia, được các trường đại học, các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế tin tưởng. Việc ra đời website trực tuyến là điều quan trọng để tạp chí khoa học đại học mở thành phố Hồ Chí Minh tham gia cơ sở dữ liệu quốc tế ACI và đến năm 2025 sẽ tham gia vào Scopus.